Bất ngờ hôm nay Suka ngồi trên võng đu đưa, nói ra hết bí mật của đời mình, khiến người nghe phải tá quả khi biết ra sự thật đắng lòng. Xin mời quý bà con cùng theo dõi tiếp trong đoạn video ngay sau đây để biết câu chuyện của thiếu nữ Suka xinh đẹp hôm nay như thế nào ạ. Hoàng Linh miền Tây kết nối trái tim Việt. Bà Chính, con mua lợn cũng nửa năm giống hình vậy là năm nay, còn nửa năm cuối nay là con chơi chú Quyện đó. Con kêu ra đây. Chú Quyện đó nghe. Nửa năm trước, hiểu không? Bà mẹ con mới vậy nửa năm sau, mới làm cái nhà này là nửa năm lại, được con ở nhà với mẹ. Vậy là từ đây về sau là nuôi chú Quyện đúng không? Rồi mấy chú này sao? Mấy em này sao? Thì khuyên cái băng của con nửa năm trước, nào ơi nuôi nhau đó, là cái băng mẹ, biết không? Bây giờ còn sống với Giang đó. Có sao? Cái băng có sao gì á? Nó nói cái băng vậy, cái băng ma. Mai. Mà mỗi khi con làm là một tô hủ tiếu, con ăn xong rồi con uống nước xong, con không lấy tiền, là con đi làm vậy thôi. Làm hiểu không? Con rửa chén. Hiểu chị hai nó giờ nói giờ câu chuyện gì không? Hiểu không? Là nửa năm sau là gặp chú Quyện đó. Rồi chú Thắng con kêu về nhà tách ra, không có làm cho bà dì Thủy nữa. Rồi sao nữa Suka? Rồi ok, có nhiêu thôi. Rồi còn nửa năm thì tôi cũng có dư gì đâu. Thì có nhiêu đó. Tức là kết cuộc là hai bàn tay trắng. Không, nhà cửa. Điện cho nó không dư. Có dư rồi. Dư được cái nhà cửa làm lợi đó. Nó không dư. Cái chuyện Nam vậy đó. Hiểu không? Biết bao nhiêu người ta có muốn không mà không được gì Suka. Thì em nói chuyện Việt Nam vậy đó. Chứ em không có dư gì đâu. À, vậy là Suka đi cắt chỉ là dư được cái nhà này. Không, cắt chỉ là cái nhà chưa có cả, có làm. Bây giờ là gặp anh Linh á mới được cái nhà vậy. Lộn rồi. Cái nữa. Mới chú Quyện và chuyển qua đây. Có nuôi thấy mẹ luôn đó, mới nửa năm sau đó. Nguyên sau nhóm. Năm rồi, còn có mấy tháng nữa là phải nói rồi. Là anh Linh bất ngờ. Phải nói là nguyên nhóm. Phải nói là nguyên nhóm. Nguyên cái băng YouTube. Nguyên cái băng YouTube. Nửa năm trước là chú Long. Chú Long với cô Thủy. Thủy cỡ chú Thanh là. Đó. Là con làm ở ngoài. Rồi nửa năm sau. Nhà nấu cơm. Rửa chén xong rồi qua bà Chính cắt chỉ vậy thôi, có nhiêu rồi nữa năm sau là sao? Tại vì cỡ đó cỡ này nhóm khổ xong tiền nói gì mà cô Lạm cũng hiểu luôn. Hiểu cô Lạm hay được cái gì bánh đò gần bánh đò cô Lạm nó hiểu luôn trời. Hiểu không? Mua mì bả hiểu không Lạm? Kè Suka cao hỏi Lạm hiểu gì không? Hiểu nói đó tiếng Việt Nam hiểu không? Hiểu không? Nói tiếng Việt Nam nói không? Để hai chị em nói chuyện đi. Rồi sao hỏi chị đâu cái? Buổi sáng là 7 giờ mấy là con đi qua bển làm rồi. Làm gì chú biết không? Đưa ra dịch nè. Rồi cá ngừ nè, ớt nè. Rồi có khi đậu cá lóc nữa. Vậy là lúc đó là cá gì nữa? Làm hải sản hả? Không. Cá lóc, giống như cá nóc. Cá giỏ. Làm cá phải không? Làm cá phải không? Làm cá nấu cơm. Rồi xong rồi rửa chén. Rồi bà đem một bịch với một ly là về bà cho. Giỏi gì ăn bánh bà cũng cho bánh mì được. Không. Rồi ngày sau thì cắt chỉ. Đi qua bên bà Chính á là mai là nhiều lắm, có khi mai nguyên ngày. Mấy năm mà Suka? Trời ơi, 2 năm, 3 năm gì nữa, 2 năm rồi đó. 2 năm. Dư được nhiêu rồi? Thế giúp cuộc có dư gì đâu. Thấy ông nói dư gì? Dư cái mạng nè. Dư hai bàn tay trắng nè. Thì đó, dư cái miệng ăn. Dư cái miệng ăn. Đúng không? Đi ra mà bà dì Thủy con dẫn cho chú ra, bữa nào con dẫn cho chú ngồi đó. Có bán quán nước, có quán cơm, có hủ tiếu, bánh canh, có phở bò luôn. Là tự làm. Dẫn ai đi? Chú muốn đi con dẫn cho giới thiệu cho chú con. Ăn có tốn tiền không? Ăn tốn tiền không? Bà cho tốn tiền thôi không? Còn bà cho tiền luôn. Vậy là lúc trước là Suka là bà. Lúc làm với bà. Làm ở bên kia. Còn khi mà làm thành phố 10 năm trước, 7 năm trước thì làm thành phố với chồng. Biết rồi. Còn bây giờ còn bà ngoại. Bây giờ muốn dẫn đi ăn phụ bò, dẫn cho coi. Nhưng mà phải trả tiền cho bà. Đúng rồi đó. Vậy là làm cái chỗ làm cái chỗ kia. Bà không có dư. Mà đi cấp chỉ cũng không có dư. Mà gặp mấy anh mấy chú YouTube thì có dư. Dư được cái vậy đó. Ủa kỳ vậy? Dư được có nhiêu đó. Kỳ vậy? Vậy chứ không dư gì
Gặp mấy anh YouTube là có làm không? Có làm gì không mà có được dư được cái nhà vậy? Có làm gì đâu. Ca đó, tôi ca làm gì? Đúng không? Tôi ca nè. Ca mà mỗi lần ca năn nỉ nghe mới gãy lưỡi. Không mới ca. Không nói có dư cái mạng là dư, có dư đó. Mặt bữa nay uống nuôi rồi đó. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Dư thêm cái ký nữa. Ờ dư. Cái này dư 2 ký nữa nè. Dư đừng nói không dư. Coi chị hai lên nhiêu ký rồi cô làm. Nhắm tới coi. Hết hiểu luôn rồi. Hiểu không? Hết hiểu rồi. Hiểu gì chứ hai nói gì đâu, nói lại. Chị hai nói gì? Nói gì? Nói gì? Hai chị có dư không? Ừ. Dư gì? Mà thấy dư làm mướn mà dư có mà được. Vậy hả? Thấy làm mướn được mà. Mà cái đi sớm cũng cái đường luôn mà nè. Ừ vậy hả? Thôi bữa nào hai chị mình ra bàn nói chung. Thôi đi ra ba con chưa hết đường, ba chưa còn thằng này đó. Không, ba chú chơi với em tính đường nặng luôn, mua thêm một cái căn nhà mới nữa. Đó, mua căn nhà mới đó kìa chú ca, nó dự định đó. Mua căn nhà mới làm gì cô lợm? Ăn mừng chữ hai luôn, căn nhà mới chữ hai là ăn mừng ăn căn gia chữ hai luôn. Thôi đi, từ đây tới Tết được rồi đó, qua Tết. Qua Tết sao, qua Tết thì chưa có được làm cái gì? Hồi lúc trước nhóm của chị giàu, không khá. Nhóm chị là? Nhóm nhà bà đó đó. Không. Bây giờ là bây giờ mới làm mà rồi, bây giờ mấy chú này chuyện chọn như là chuyện khách lao tinh, chuyện khách lớn hơn ai làm chồng lắm, cũng có con màu lắm. Chị hai mà anh là cưới chị đâu mà chữ chọn đi, anh mời là anh mời đẹp nhất là ha, anh mời đẹp nhất đẹp lắm, chọn anh làm lắm, khen khen anh làm lắm. Không, hồi nãy là hồi bây giờ là cô lợm nè thông báo chị hai tiễn chồng từ đây tới Tết nè, nãy chị hai nói rồi đó, tiễn sao nói tiêu chí của chị hai làm sao cho người ta biết luôn để người ta tìm đến. À quý bà con ơi, có ai khi chị hai tôi thì có ông nào tình đẹp á thân chỉnh á thì có ta luôn. Mà đòi hỏi người đó phải làm sao, giàu có cao to đẹp trai hoặc là làm công việc gì không, nói luôn cho chị hai. Chị hai lớn hơn bây giờ đây có chú mày, có ông mày lớn hơn lắm đấy, chú nào mấy chú mày biết kỳ vậy, đang kêu thì tỉ người yêu mà tôi chúng nó nói hết chị hết hiểu luôn à, vậy là bao tống tạo tinh thần quá chuyện nó bình thường rồi đó. Kêu nó tiễn người yêu rồi. Rồi chị hai có chồng đi nhiêu rồi, em có chồng chị hai đi nhiêu gà giá luôn. Không có chồng mà em đi 50 em mời chị tôi 500 gì kỳ vậy. Không chơi không mày. Không có gì chị hai có chứ làm được á, có gì chú mẹ chở ba mà con cũng không chở chơi. Chị chở mẹ chị rồi chơi ban ngày là đi tiền đi phải bỏ chưa có hồng đồng vàng. Còn bây giờ đám cưới là mướn chú Thanh là đơn sư, mướn anh Linh thì mướn Minh Quả. Anh Linh dễ gì đổi xe khác màu trắng thôi, rồi xe của anh á nhiều ấn thôi. Có liên quan còn nghiệp em mua xe mới cho lên đây. Đâu em có tiền đâu, chắc người ta giọng của mắt của em năm nay quá à. Đâu bông đâu hả, bình thường không hay lắm. Thiệt rồi chị hai ơi, chị hai đó là chị hai em có xỉu anh xỉu được không, được không đâu. Cái chiếc xe đó là có chiếc xe đó biết nhiêu Suka Suka không cứ là coi là khán giả rồi Suka biết cái chiếc xe đó nhiêu không, có 3 triệu à, rẻ hơn xe điện của Suka nữa đó. Suka là tới mười mấy lần đó, còn cái xe chiếc xe trắng của anh là có 3 triệu à. Anh Linh anh tặng cho em chiếc xe mười mấy triệu luôn hả? Chiếc xe hồi sáng là mười mấy triệu, hơn 10 triệu đó. Ủa anh Linh giàu trời. Chị hả, anh Linh tặng luôn hả, của hồi môn hả Linh? Chiếc xe điện kìa. Ủa ai nói gì trời, của hồi môn anh cho hả? Mới sáng giờ chiếc xe đó ai cho nó quên này, để kỷ niệm bà nội. Chiếc xe đó có ai cho? Có anh Linh. Mà sáng mới sáng giờ quên rồi. Có anh Linh cho chứ không phải chị đó đâu. Cái chị nào nói cho? Nói vậy thôi, nói giỡn vậy thôi chứ của anh Linh. Nói cái này là mai mốt là chị nghĩ cho nghe. Tao biết cái trơn rồi, ông giấu hoài. Vậy là của Linh rồi đó. Hay dữ trời, chú ca này cứ khai dữ trời. Anh Linh tặng quà 20 tháng 10 đó, phụ nữ Việt Nam đó. Trời ơi, hạnh phúc dữ à. Những mặt đẹp mơ mở kìa trời. Hạnh phúc đó, cái nét mặt hạnh phúc đó. Nét mặt tươi đó. Từ ngày bánh ha. Thế được làm gì lắm. Nhiều lắc đầu, nói thiệt mà, lắc đầu, chị thương nghe đó. Nói thiệt đó hả? Ừ. Nói thiệt con nói với chị. Làm. Nhắc lại chị hai cái xe sáng ai cho? Trời ơi.
đề sáng của ai cho? Chuyện nó ở đâu mà ăn cho. Ủa hay vậy? Nhớ hay à. Cái xe, chiếc kia xe sáng á. Xe đạp điện á. Xe đạp điện á. Má ăn cho. Nữa. Của ai? Nhắc lại. Của chuyện nó ở đâu mà ăn cho. Ừ. Trời ơi, dạy nữa, mày đặt dạy nha. Đâu, tao có nói gì đâu. Dạy nữa, mày đặt dạy chỉ chỉ. Nè, để nói cho chị hai nghe. Nói đặng người ta kêu cảm ơn kìa. Chị nuôi. À, vậy đó mà. Chị sao bao chị ơi khác rồi vậy? Của chị nuôi cho. Ừ. Sao nãy Yusuka nói của anh lên? Của chị nuôi à, cảm ơn chị nuôi. Ừ. Cảm ơn, cho cảm ơn Linh nữa. Cảm ơn Linh nữa. Nãy nói gì? Cô Hồ Môn. À, má nói cô Hồ Môn. Cô Hồ Môn vậy được không làm? Được. Cô Hồ Môn 31 rồi nhà, chạy xe về nhà chồng luôn. Không biết chú ca còn muốn món gì của Hồ Môn nữa không? À, có lỗi với anh rể mày. Chú ca bây giờ nó chờ gặp nhau. Không, anh rể quá mà thành thời gian nữa. Ừ, dạ. Đúng rồi. Là bữa nào là em ba tết là hai chị em mình đủ tuổi rồi mà chị mình lấy chồng thôi mình lấy vợ chị hai có thảo nào chắc không đưa coi vợ trước được không vậy bây giờ bữa nay tôi dắt bữa nay đưa coi bữa nay đi không nó mới thẩm chất sao rồi đó là bữa giá là sao có thể nào đổi ngược lại cu làm đúng rồi, đúng rồi, hả làm có thể nào đổi ngược lại cu làm lấy chồng chị hai lấy vợ không không đi cho phải chị hai nó chồng trước còn mấy cái anh nó vợ sau ê mà chị hai mà rất cười quá à hết chị hai tưởng lừa đó bảo thẩm thôi chị bác sĩ nè dạ em đi chung với chú thôi với ai chị học à cái chú này là dắt anh đi lần ba nhớ không chú quyện đi với thầy không đi không anh đi hết lần rồi không đi nữa đi hết lần rồi chứ đi gì hết rồi chị hai bữa nay chị hai ăn cơm với vậy. Người ta chỉ ăn mì tí đồng, không ăn mì thì chị biết con. Lại đi. Mà chị hai, bữa nào chị có ba ngày ăn cơm chị hai. Mấy giờ? Hỏi ông chú Quyện. Rồi Suka, bữa nay mình chúc mừng có chiếc xe mới, mình hát một bài gì hay hay cho chiếc xe đi. Bài hồi nãy. Bài hồi nãy là hát tặng. Hát thuộc lòng thuộc bài gì nè khỏi cần mở điện thoại chứ không cần ai có chú thuộc bài nào thuộc lòng hết trơn thuộc khúc cũng được nữa khúc thuộc thử bài nào không không bây giờ thôi không hát hát đi không hay hát hay để người ta ghét đó có cái giọng du ca này giọng bữa nay hay đó hát bài gì mà cháu lên ba cũng hay đó cháu lên ba cô làm mày thuộc bài đó không cháu lên ba hát đi chị hai vỗ tay bắt á à cháu lên ba cho dầu mong cháu con từng cho là cháu lên đất ngà con không ngờ dạ hát tụi con cậu đó chị hai cái chữ chị hai điểm vô được cho hồi lúc khúc à cỡ khúc tiếp đó kìa rồi lên đất nhà hả ra cây cao che vào nhà mai ông bà vui cái cài quá hay. Rồi em ấy chỉ dọn dẹp. Rồi. Rồi, bài gì nữa không? Còn còn bé bé đi. Rồi, còn bé bé, còn bé bé. Rồi bài gì nữa? Không có con nặng người lớn mà không có con nặng con đất tượng. Gì vậy? Kỳ vậy? Con ca nặng người lớn mà. Đó tiếp theo là gì? Con nặng người lớn người ta nào có người ca thử đâu mà. Thử đây. Thôi bà con dạy cho tao cô lượng thời để đất tượng đến tận cho nên là một trái đất của bà cư thời bám bằng trên. Đường trưa lỡ cụ. Rồi, thử rồi. Đường trưa lỡ cụ. Có bóng cơ. Bóng cơ trời hồn hay đó. Đường trưa lỡ cụ. Có ánh trăng. Ánh trăng thôi đường đi. Đường trưa lỡ cụ. Có tiếng ca. Tiếng ca trên trong dài. Đường trưa lỡ cụ. Có tiếng kêu. Tuyên kêu vô lòng ai chưa lỡ cũ có em tôi trong thân bên mơ màng chưa du lan bóng em đi áo nong như đường trăng
đường xưa bên đó không bánh lên bánh trắng cho cơn đồi mà hình bóng cuốn ngỡ đến tôi đâm con đình đi tìm con. Quá hay, quá hay. Còn nữa vô. Dạ, bài khác rồi. Đi câu khúc mà. Cho dù buồn đời là bờ trâu trắng ngay, đã thương nhau mình tâm trong mọi lòng đau khổ. Bữa nào lên nhà, bữa nào không dính nữa rồi. Bữa nào bữa đó khá hơn bữa nay. Gió bên nào ta thấy đêm bao nhiêu mộng vàng. Ta mấy tháng trước đó anh sao không bay rồi bên đông dặn tan đến một cẩm thanh thịt bóng an đồi hay tình ở cao trình chẳng nhiều nơi trắng ngang chẳng về lòng ơi, cuộc đời có bao lâu rằng lần đắng cay nơi mình đã là em ơi lời ta đã ta là rồi mà chẳng còn chia rời mà lưu luyến lâu biến chân là muốn riêng nở rồi lưu dầm giữa đường cũng có về thưa mẹ nhé. Thôi ta. Những hay vậy. Hay ta. Còn nữa không? Tiếp tục. Chút cơm bở hả? Ơi. Lần đầu dầm ăn. Phố trưa trưa đêm đêm. Lần đầu dầm em trên canh da chiều lan man. Hay tại. Đường đơn bờ vỡ em hạnh phúc chuyện lần ra. Chân chân giá chiều người đông đi theo ổng đi theo ổng cũng là thầm đúng lớp đi theo ổng đi theo ổng mà cặp tươi nha lòng chào trang vương chú được. Đà, cho ba hai chuyện chú hấp là một bạn khán giả nè. Bây giờ chú hấp cho em trình ảnh thường quân nè. Chú ca không có cười các bạn nè. Không tại. Nên gì hết. Các bạn tôi đi cho nói nữa mà. Vì gì? Đêm đã gần trên. Này đó. Có bản đây là nơi gờ ta đã tránh. Này đó. Hai mình đang đêm cuối đầu. Chờ câu nói thương yêu. Em không nghe hoàn kia trời đông đá rồi thấy con rồi. Nó đói hơn thì đói. Trời ơi. 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 Anh đừng ngỡ quay cái đầu ha. Trên cỡ buồn mình không minh mày trời anh vẫn ta đừng có lãng lộ bên cây em đừng quên tình đơn liên khúc rồi mà trong giấc ngủ thay này liên khúc cu làm nè âm trời đến mơ màng là chưa anh thấy hay quá hay đó. Cho em đó. Cho anh đó. Bây giờ hôm hai chị em mình thấy dư quá bây giờ em có các bạn là thảo nữa. Ngày đó lâu rồi hai đứa. Hay đó. Bài hay. Đêm dài lâu ta sẽ chung người câu. Đôi ông bấm bên bên trong cần câu áo. Tình yêu lặng trong đã đi vào con ngỡ. Không thấy con mình không còn mắt. Răng lên có ơn nắng soi mê con tên. Cái gì trời?
Tiếp tục. Lời chú bên ông ai thắng đều khó khăn. Ơi giờ cha đó buồn buồn đời giống hết không à thắc mắc còn ngớ đó đấy còn ngớ cho nên chạy tặng đỡ của mình bài hát này là của Đăng Lên cái ha bình tĩnh cái này mình dưỡng thôi không phải dưỡng thôi chỉ thầy ơi kim chưa qua rồi hay đó chưa qua rồi còn cho đông tàn bây giờ cùng khơi khơi mình ta lỡ rồi chuyện kiếm giờ vừa là mình vừa rớt đúng rồi chúng chớ chờ làm lại lắm không học có đó không học có biết chữ này lâu chưa lâu chưa chưa biết 9, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Hỏi chị coi sao, chị chịu em không? À, muốn thương chị mà chịu em không? Muốn thương chị hả? Ừ, nãy mới nói đó, muốn thương chị không? Thương. Thương. Thương gọi mình tiến tới. Không em không? Ừ. Chỉ là không ăn mới được. Không mẹ, bán cái chữ. Lỡ cái khuôn. Rồi đó nó khờ, nó bởi đi nó khờ rồi. Hết khờ rồi. Mấy chú ơi, mấy chú ơi, sao là ăn chữ là chữ thương người không biết không? Nó thương người. Ờ, bây giờ có bữa chén được chưa? Chưa, trong đường làm rửa. Nhưng mà ngắn chữ là chữ thương người không kể, mà mình có mới con nói ok. Em ơi, về lại không chữ mới được. Đó. Rồi chào khán giả đi cô. Chào khán giả.